Ngày nay, khi không gian sống của con người đang thu hẹp dần theo tốc độ phát triển của đô thị hóa, giữa các thành phố lớn, việc có một căn nhà với diện tích lớn là một điều không hề dễ dàng. Vậy nếu gia đình của bạn đang sở hữu một căn nhà có diện tích nhỏ mà vẫn mong muốn sự đầy đủ, tiện nghi và vẫn đảm bảo thật đẹp mắt, thì phải làm thế nào? Hãy cùng blog Nội Thất Đẹp đi tìm hiểu về kinh nghiệm thiết kế nhà nhỏ 16m2 siêu tiện nghi này nhé! Tại sao nhà 16m2 đang rất phổ biến? Hiện nay thì những căn nhà có diện tích nhỏ nói chung và tiêu biểu là những căn nhà có diện tích từ 16 đến 20m2 đang được rất nhiều người ưa chuộng, đặc biệt là những người độc thân hoặc là cặp vợ chồng mới cưới, gia đình nhỏ có 1 đến 2 con. Một căn nhà diện tích nhỏ, mọi người sẽ thường giao lưu với nhau, tạo cảm giác ấm cúng hơn, lại không tốn nhiều thời gian dọn dẹp. Bên cạnh đó, nhà 16m2 còn được xây dựng phổ biến bởi một số lý do sau đây. Thứ nhất, diện tích nhỏ nhắn nên không mất quá nhiều chi phí xây dựng và thiết kế phù hợp với túi tiền của đa số người trẻ hiện nay. Thứ hai, thời gian thi công nhanh chóng chỉ mất vài tuần hoặc là vài ngày. Thứ ba, kiểu dáng đa dạng, phong phú vì thiết kế dựa theo sở thích và nhu cầu sử dụng của mỗi gia đình chứ không tuân theo một quy chuẩn nào cả. Giải pháp thiết kế nhà nhỏ 16m2. 1. Ưu tiên sử dụng nội thất thông minh đa năng. Với những căn nhà có diện tích nhỏ 16m2 thì việc sử dụng nội thất thông minh đa năng là một lựa chọn hoàn hảo để tiết kiệm tối ưu diện tích không gian sống của bạn. Những món đồ nội thất tích hợp nhiều công năng tuyệt vời như một chiếc bàn ăn có thể kéo dài, thu gọn khi không sử dụng. Một chiếc giường ngủ êm ái khi gấp lại thì lại trở thành chiếc sofa để đón tiếp khách đến nhà. Những món đồ thông minh này không chỉ giúp bạn tiết kiệm không gian mà còn tiết kiệm một khoản chi phí khá lớn trong việc mua sắm đồ nội thất các bạn ạ. Thứ hai, thiết lập nhiều không gian mở thoáng đãng. Không gian mở với các yếu tố tự nhiên, ánh sáng, nắng, gió là điều sẽ giúp căn nhà nhỏ của bạn trở nên rộng rãi và thoáng đãng hơn rất nhiều. Bạn có thể thiết kế nội thất theo không gian mở như không gian bếp sẽ liền với không gian phòng khách. Phòng khách sẽ ngăn cách với khu vực học đàn bằng một vách ngăn đẹp mắt hoặc là tận dụng ánh sáng tự nhiên bằng việc sử dụng cửa sổ lớn hay là nhiều các ô cửa sổ nhỏ để ánh sáng bên ngoài tràn vào không gian sống bé nhỏ ấm cúng của mình. Bên cạnh đó, việc thiết lập không gian mở còn giúp gia đình của bạn làm những công việc hàng ngày thuận tiện hơn vì hầu hết sẽ cùng hoạt động trong một cùng không gian mà không phải di chuyển qua lại giữa các phòng. 3. Bố trí màu sắc và ánh sáng. Màu sắc tông sáng luôn được ưu tiên lựa chọn sử dụng cho các mẫu thiết kế nhà nhỏ 16m2 bởi chúng có khả năng ăn gian diện tích vô cùng lợi hại đấy các bạn ạ. Với những bức tường sáng màu, những món nội thất nhỏ nhắn màu sắc tươi sáng chắc chắn sẽ khiến tâm trạng của chúng ta trở nên thoải mái và thư thái hơn, không cảm thấy bí bách dù đang sống trong một không gian nhỏ bé. Vẫn là lời khuyên tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên mà blog Nội Thất Đẹp dành cho bạn ở bên trên. Nếu bạn không muốn sử dụng quá nhiều cửa sổ vì một lý do nào đó, thì có thể làm không gian sống của mình sáng sủa hơn, ấm áp hơn bằng những chiếc đèn treo màu vàng ấm với hình thù độc đáo và hệ thống đèn rọi ray để đảm bảo ánh sáng trong nhà bạn nha. 4. Kết hợp với gác xếp. Thiết kế gác xếp là giải pháp giúp diện tích ngôi nhà tăng lên đáng kể, có khi là gấp đôi diện tích sử dụng đấy các bạn ạ. Thử nghĩ xem, nếu bạn dùng gác xếp để làm phòng ngủ, phòng làm việc, thì khu vực bếp và phòng khách sẽ được nới rộng ra. Hoặc các con bạn cũng có một khoảng trống lớn giữa nhà để có thể nô đùa thì tuyệt vời hơn rất nhiều phải không nào? Những mẫu nhà 16m2 đẹp nhất hiện nay. 1. Nhà 16m2 cho người độc thân. Một người độc thân thì không cần quá nhiều đồ nội thất nhưng vẫn phải đảm bảo đầy đủ tối thiểu. Giường ngủ có ngăn kéo, vừa là chỗ ngủ, vừa là tủ đựng quần áo, là món nội thất không thể bỏ qua. Bên cạnh đó, khu vực bếp cũng không cần phải quá to, mà chỉ nên đủ dùng và sử dụng các ngăn tủ lớn đặt ở bên dưới. Bàn ăn thông minh gấp gọn là đã tiết kiệm diện tích một cách đáng kể rồi. 2. Nhà 16m2 với nội thất thông minh. Một căn nhà nhỏ nhắn nhưng đầy đủ tiện nghi với hầu hết các món đồ nội thất thông minh tích hợp nhiều công năng. Giường ngủ và sofa 2-in-1 được đặt ngay giữa phòng khách. Bên cạnh đó là chiếc bàn làm việc đặt gần với cửa sổ, với phần mặt bàn được thiết kế khớp với phần tường góc cạnh, một cách ăn ý để bất ngờ. 3. Nhà 16m2 kết hợp gác xếp. Đây cũng là mẫu nhà được sử dụng nhiều nhất dù đã xuất hiện nhiều năm nhưng mà chưa hề hạ nhiệt. Vẫn là ngôi nhà được xây dựng đầy đủ công năng nhưng sẽ thiết kế thêm phần gác xếp ở bên trên để làm phòng ngủ. Như vậy vừa đảm bảo sự rộng rãi, thông thoáng cho phòng ăn, phòng khách ở bên dưới mà vẫn có sự riêng tư cho phòng ngủ của các bạn đấy. Một căn nhà 16m2 không có nghĩa là phải bỏ đi tất cả đồ nội thất chỉ vì lo sợ tốn diện tích. Hay là cố gắng nhồi nhét đồ để rồi sau một ngày đi làm về, bước vào căn nhà chỉ cảm thấy bí bách và ngột ngạt. Chỉ cần bạn biết cách sắp xếp và phối hợp nội thất một cách phù hợp và thông minh
thì chắc chắn ngôi nhà nhỏ ấm cúng và ngăn nắp sẽ luôn là nơi bạn muốn trở về nhất dù có đi đến bất cứ đâu. Các bạn thấy video của blog nội thất đẹp như thế nào? Hãy chia sẻ cảm nhận của mình bên dưới video này nhé! Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích thì hãy nhấn theo dõi, like và share ủng hộ blog nội thất đẹp nhé! Các bạn cũng có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần nhấn chọn video ở phía tay trái hoặc là tay phải. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.